Xin chào tất cả các bạn, ở trong video này thì mình sẽ chia sẻ cái cách mà mình học cái phần mềm làm nhạc của mình nó như thế nào, làm sao mà mình học nó nhanh, làm sao mà mình hiệu quả, thậm chí là khi mình xem một cái plugin mới, một cái VST mới thì mình biết là VST đấy dùng để làm gì và sử dụng được ngay cái VST đấy như thế nào mình cảm nhận được nó ngay. Và cái chia sẻ thứ hai trong cái video này đó chính là khi Chúng ta mixing thì chúng ta sử dụng các cái plugin gì? Có rất nhiều bạn hỏi câu hỏi đó chính là anh ơi tôi mixing một bản nhạc thì chúng ta sẽ sử dụng cái plugin gì? Sử dụng cái VST gì? Dùng dụng cái phần mềm gì? Dùng dụng cái app gì? Đó, đại loại như thế. Và sử dụng có nên sử dụng cái plugin này không? Có nên sử dụng cái hãng này không? Có nên sử dụng hãng kia không? Thì mình sẽ trả lời tất cả mọi thứ đó trong cái video này. Video này có thể là nó sẽ hơi tào lao, nó hơi tạm nham một tí và nó mang tính chất cá nhân của mình thôi. Nhưng mà đây là cái chia sẻ nếu mà nó giúp ích cho các bạn được thì các bạn hãy nhớ like, share và subscribe kênh channel của mình để chúng ta có thể là tiếp cận được những cái nội dung tốt, những nội dung hay cũng như là các bạn có thể là chia sẻ những cái mà các bạn mong muốn cũng như là chia sẻ những cái mà bạn cảm thấy là uh, điều đó sẽ hiệu quả đối với các bạn. Thì nội dung đầu tiên của ngày hôm nay đó chính là bây giờ chúng ta sẽ đi về nội dung đầu tiên đó chính là chúng ta học cái phần mềm làm nhạc nó như thế nào hay là gọi là học tất cả các phần mềm ở trên thế giới này như thế nào thì trước khi chúng ta học một cái phần mềm nào đó thì trên chúng ta sẽ luôn lựa chọn là chúng ta sẽ chọn lựa chọn phần mềm nào để chúng ta làm công việc này ví dụ như là mọi người khi mọi người đi tìm kiếm là xem là a à, phần mềm làm nhạc nào tốt nhất ai cũng thấy tôi tâm lý mọi người luôn luôn là mong muốn là tốt nhất tốt nhất tốt nhất vì thế là mọi người sẽ lên các diễn đàn nên cái các youtube và xem tất cả cái sự so sánh với nhau là xem cái nào tốt thì đấy là một cái quan điểm mình nghĩ là đó là cái quan điểm không tốt đối với các bạn bởi vì cái điều mà bạn cảm thấy tốt nhất nó chưa chắc đã là cả vào cái thời điểm mà bạn mới đầu như thế và thứ hai là cái điều mà các bạn thấy người ta chia sẻ ở trên mạng trên kênh YouTube nó chỉ là cái chia sẻ cá nhân của bọn họ thôi nó chưa chắc đã phù hợp với bản thân bạn và sau một quá trình sử dụng thì các bạn mới thấy là cái nào nó tốt cái nào thuận tiện và thậm chí là có định hướng cho tương lai của các bạn là bạn sẽ sử dụng cái phần mềm nào có rất nhiều người các bạn để để ý rằng là người ta cứ bảo là ơ ừ, cái này là nhất này là nhất nhưng mà sau một cái thời gian sử dụng nào đó thì họ đã hoàn toàn chuyển sang một cái cái phần mềm khác rồi chứ họ không sử dụng cái phần mềm này nữa, nữa không phải là vì họ cảm thấy cái phần mềm đáp hơn mà họ cảm thấy phần mềm đó nó phù hợp với bản thân họ hơn chứ không phải là phần mềm nào tốt hơn phần mềm tốt hơn theo mình nghĩ là tất cả mỗi phần mềm nó đều có cái ưu điểm và cái nhược điểm riêng điều quan trọng là bạn cảm thấy nó phù hợp với bạn thứ hai là cái giao diện cách thức sử dụng của nó dễ dàng cái ấn tượng đầu tiên của các bạn đã đầu tiên là cái ấn tượng đầu tiên của bạn bạn cảm thấy nó uh, professional không bạn cảm thấy nó uh, hiện đại không bạn cảm thấy nó thuận tiện không đặc biệt là các bạn hãy chú ý những cái thao tác cái giao diện những cái icon của nó nó cảm thấy các bạn có thuận tiện hay không cái work follow tất cả là cách làm việc của bạn là có thuận tiện hay không mới là điều quan trọng thì ấy, ấn tượng đầu tiên đó chính là cái để đánh giá xem bạn có mong muốn bạn có thích sử dụng nó không giống giống như kiểu là chúng ta trước khi chúng ta tán một cô gái đúng không chúng ta phải nhìn thấy cô gái đấy đã a à, ừ nó hợp nhã hợp cái gu thẩm mỹ bản thân mình đã cái hình thức nó ok đã rồi trong đó chúng ta sẽ tìm kiếm những cái nội dung bên trong của những cô gái đấy sau thì chúng ta mới mới biết được cô gái đấy có thơm tho hay là cô gái đấy độc ác hay thế nào đúng không đầu tiên là cái ấn tượng đầu tiên đã theo quan điểm của mình thì thật ra thì cái phần mềm làm nhạc nào phần mềm về âm thanh nào hay bất kỳ phần mềm nào nó đều có cái ưu điểm riêng của nó hết nó đều có cái ưu điểm riêng đấy vì thế mình luôn luôn là xem là nó có ưu điểm gì nó hỗ trợ được con người ta cái gì và để tìm được cái hỗ trợ đó thì thường thường mình sẽ truy cập vào cái trang chủ của những cái phần mềm làm nhạc của chúng ta những phần mềm đấy người ta sẽ ghi tất cả những cái như kiểu là chức năng rồi những cái mà họ sẽ PR cái phần mềm đó họ nó sẽ có chức năng gì nó hỗ trợ cái gì và bạn sẽ xem là a à, nếu mà mình đang tiến hành mixing mình đang tiến hành làm nhạc rồi mình đang tiến hành này, này nó có hỗ trợ được mình những cái gì tiện lợi để mình có thể là thực hiện nó một cách dễ dàng mà không phải sử dụng thêm những cái phần mềm thứ ba hầu hết mọi người bây giờ đã phụ thuộc vào những phần mềm thứ ba đến từ những những hãng như kiểu là Way hoặc là uh, UAD những cái plugin bên ngoài thứ ba mà mọi người chưa bao giờ mọi người nghĩ rằng là khi chúng ta học một cái phần mềm làm nhạc thì chúng ta phải Người ta đã sinh ra một cái phần mềm làm nhạc nó rất là đắt tiền. Nó đến là hàng trăm đô và người ta đưa cho tất cả các bạn những cái plugin ở bên trong. Và thậm chí là họ sản xuất ra ví dụ như hãng ở uh, Qbay thì Steambird họ đã sản xuất ra những cái bàn kỹ thuật số, bàn chạm kỹ thuật số nó to đùng ra. Nếu các bạn để ý thì những cái bàn chạm kỹ thuật số đấy nó không sử dụng các cái plugin bên ngoài. Tất nhiên là vẫn cài plugin bên ngoài được nhưng nó hầu hết nó hỗ trợ cho người sử dụng tích hợp sẵn cái công cụ liên quan đến sử dụng các cái plugin bên trong của Cubey luôn. Hay nói khác là nó là một gói công bổ chọn bộ mà để các bạn có thể làm tất cả mọi thứ. Ok. thì việc gì chúng ta phải sử dụng các plugin bên ngoài thì câu chuyện là chúng ta có nên sử dụng các plugin bên ngoài hay không thì mình sẽ để ở sau. Nhưng với quan điểm của mình thì khi chúng ta học một cái phần mềm làm nhạc nào đó chúng ta hãy tìm hiểu là xem là nó có những cái chức năng gì nó hỗ trợ cái gì. Bạn hãy vào trang chủ của bất kỳ cái phần mềm làm nhạc nào của bạn đúng không ạ mà bạn cảm thấy quan tâm sau đó thì bạn hãy sử dụng cái phần mềm Google Chrome Google Chrome nó có một cái tác dụng đó chính là nó không chỉ là cái trình duyệt web của các bạn nó có khả năng là chuyển đổi từ tiếng anh sang tiếng việt đó thì tất cả những cái website của bạn đang xem nó sẽ chuyển sang tiếng việt và bạn đọc ở đây là nó có tốt hay không nó có cái gì và thường thường mình sẽ đọc nhá mình sẽ đọc tất cả những cái nội dung trong này và người ta sẽ ghi hết tất cả những cái nội dung nó có ở trong này là thứ nhất là nó có những cái chức dân gì bạn đọc đây luôn là nó có gì nó có gì nó hỗ trợ bạn gì những cái tính năng hay của nó những tăng năng mới của nó những tính năng tuyệt vời của nó nó có những gì bạn có thể xem được hết những cái tính năng nó đọc hoàn toàn bằng tiếng việt ở đây thì sau khi mình xem tất cả cái này mình phát hiện ra là à trong Qbay có rất nhiều các tính năng mà chỉ có Qbay nó mới có thôi mà các phần mềm nó khác không có thì đầu tiên đó chính là cái cảm quan của các bạn nói chung về cơ bản phần mềm nào nó cũng có cái hay riêng của nó bạn hãy tìm hiểu và bạn cảm thấy nó phù hợp cái tính năng đó nó phù hợp với bạn thì bởi vậy là nó không có cái phần mềm nào tốt hơn phần mềm nào cả nó không có cái này hay hơn cái kia cả bởi vì vì các bạn chỉ suy nghĩ đơn giản nếu cả thế giới này mà nhận định rằng là cái phần mềm đó là hay nhất tuyệt vời nhất thì mọi người đã đổ xô rằng cái đó người ta làm việc rồi chứ người ta không phân tán ra rồi nó không có cái cuộc thi vốt hàng năm mà cuộc thi vốt đấy thì ra nó cũng tào lao mà mỗi năm thì nó làm trong top 10 thì ra là phần mềm nổi tiếng ở trên thế giới nó có rất nhiều phần mềm làm nhạc nổi tiếng thì trong cái top 10 đấy thì cứ rơi khoảng top 5 đi top 5 đi thì nó cứ thay đổi thứ tự nó theo hàng năm mà nó cũng không có cái nào nhất quá so với cái nào đâu nhưng quan trọng là cái khả năng hỗ trợ của nó, rồi khả năng hỗ trợ của dịch vụ. Nếu mà bạn đang mua một cái phần mềm làm nhạc, thì bạn hãy xem khả năng hỗ trợ của cái dịch vụ đó như thế nào. Bạn bị mất key, bạn bị mất cái này cái kia, sẽ bạn comment, bạn gửi tin nhắn cho người ta, thì người ta sẽ trả lời cho bạn. thì nếu bạn những bạn là bạn đã mua phần mềm như của mình mua chẳng hạn thì mình hay xem những cái hỗ trợ của họ họ nhanh không họ có rep mình nhanh không họ trả lời mình nhanh không hoặc là những cái như kiểu là ví dụ chúng ta đang xem QB đây đúng không ạ à, chúng ta đang học QB đây thì các bạn lên trên YouTube bạn có thể vào hãng của QB ở trong những trang QB này nó có những cái video hướng dẫn gì không và hầu như nó có đủ full tất cả các bộ hướng dẫn của nó rất là tuyệt vời vì thế là mình lý do mình chọn phần mềm QB bởi vì đơn giản là bây giờ chúng ta không biết học ở đâu chúng ta chẳng biết tìm hiểu ở đâu cả mà bây giờ lên trên mạng thì các bạn có thể nhìn thấy là tất cả mọi người chỉ hướng dẫn ngắn cho các bạn thôi mọi người không hướng dẫn chi tiết thì phải lấy phải tìm đến những cái hãng nào mà ta có thể hướng dẫn chi tiết tất cả những hướng dẫn chi tiết này có thể chúng ta ngoài việc chúng ta xem video chúng ta phải đọc nữa thì ngoài việc là đầu tiên chúng ta lựa chọn phần mềm làm nhạc thì đầu tiên cái 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 học thứ hai thì theo mình nghĩ đó chính là không phải là các bạn lên trên mạng các bạn tìm các video hướng dẫn ví dụ các bạn lên trên mạng các bạn hơn nữa là học QB đúng không ạ học QB hoặc là học bất kỳ làm nào, bạn sẽ thấy vô vàn những cái video như thế này mình nói thật là tất cả những cái video như thế này người ta chỉ nói về một cái phần nào đó và nó không hoàn toàn chi tiết về cái phần mềm của bạn và đơn giản bạn cũng chẳng chẳng biết là bạn cũng có thể làm theo đó và một ngày nào đó bạn bị vấp vào một cái vị trí nào đó thậm chí là họ sẽ sử dụng một cái plugin nó chẳng liên quan đến cái plugin ở trong QB thế thì câu chuyện đó chính là xem thế này thì chắc chắn là bạn sẽ không học được rồi, chắc chắn là điều một chắc chắn một điều là bạn cũng chỉ biết là à uh, cho cái vào thì nó có tiếng, cho cái kia vào nó có tiếng mà bạn chẳng biết cái gì cả. Thì cái học thứ hai mà dễ nhất đó chính là các bạn hãy đau manual tức là đau cái sách hướng dẫn của nó về và bạn đọc ở ờ, trong cái sách hướng dẫn đó bởi vì trong sách hướng dẫn đó người ta ghi rất rõ các chi tiết là công cụ này công cụ này dùng để làm gì ai cần để làm gì giả dụ như là ở đây mình đang có QB5 như thế này đúng không ạ ở trong video này mình sẽ không sử dụng cái QB11 của mình nữa và bạn có thể nhìn thấy rằng trong QB5 này cái giao diện nó hoàn toàn khác so với QB11 nó khác rất nhiều thậm chí các vị trí thao tác icon rồi tất cả những biểu tượng này đầu tiên các bạn sẽ bảo là ơ cái biểu tượng này dùng để làm gì nhỉ đúng không các bạn không biết dùng để làm gì rồi bây giờ chúng ta thao tác cái gì đây mọi thứ đều chống hoét đáng ra tất cả mọi thứ phải hiện lên trên này thì chúng ta dễ dàng sử dụng chứ rồi chúng ta vào đây chúng ta tìm ồ tất cả những cái này thì câu chuyện đầu tiên là chúng ta cần phải đọc cái hướng dẫn sử dụng các bạn hãy đao hướng dẫn sử dụng ở đây nó sẽ có là getting start nếu bạn không biết tiếng anh nếu bạn không biết nếu bạn không biết tiếng anh thì bạn có thể là sử dụng công cụ google translate dụ bạn đây ở đây getting start nó là cái gì bạn hãy copy cái này đúng không ạ bạn vào google rất là dễ dàng thôi bạn vào google thật ra là nhiều người xem cái video này có thể là các bạn đã bảo là uh, thế này thì việc gì phải hướng dẫn đúng không ạ cái này thì ai chả biết nhưng các bạn không biết rằng là có rất nhiều người đến những cái việc đơn giản như thế này họ cũng không biết gì cả nhưng mà cái việc là chúng ta không biết sau đó thì chúng ta sẽ biết dần 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 đó là một cách dễ dễ dàng tại vì khi mình đang làm kênh youtube này mình gặp rất nhiều các câu hỏi mà nó bích xích đến nức mà nó giống như kiểu là, là 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 cái từ này dùng để làm gì ví dụ như là, cái từ input là gì bình thường mọi người chỉ biết là à đây trên cái giao diện này mình nhập vào vị trí này thì nó sẽ phát ra tiếng phát ra tiếng thôi chứ mọi người chưa hình dung là à cái đây là chính là phần input tức là phần nhập đầu tín hiệu đầu vào và output chúng là lập tín hiệu ra hầu như mọi người không hiểu cái đấy mọi người chỉ biết là à đây là tạo cái này tạo cái này rồi các bạn bỏ cái này vào đây bỏ cái này vào đây thì nó mới phát ra tiếng mọi người chỉ quan điểm để thấy thôi và mọi người hoàn toàn bị thiếu những cái cái thuật ngữ rồi những cái 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 vốn từ tiếng anh cơ bản rồi mọi người bị thiếu tất cả những cái kiểu kể cả những cái kỹ năng về văn phòng mình nói thật là rất nhiều người ở Việt Nam của chúng ta mặc dù đất nước Việt Nam của chúng ta đã trải qua đến kỷ nguyên năm 2022 rồi thế nhưng là rất nhiều người có kỹ năng văn phòng rất là yếu kém gì nếu như bạn đang không có cái căn bản này bạn đã không hiểu cái này thì tốt nhất là bạn đang học học cái hướng dẫn này là dễ dàng nhất bởi vì trong hướng dẫn người ta có tất cả những cái chữ rồi và người ta đưa ra chắc các mục rất rõ ràng cho các bạn đây ví dụ bạn đang học QB5 đúng không ở những phát bản cũ người ta rất dễ dàng cho các bạn là người ta đưa cho các bạn thành những cái bài hướng dẫn như thế này rất là dễ thôi. Và thậm chí những bài hướng dẫn này mình nhớ không nhầm là có một bạn ở, ở Việt Nam đã dịch lại cái bộ này rồi và nó rất là lâu rồi. Đấy, ở đấy là hình như là cái bộ sách đấy thì tên là uh, mixing và master với QB, QB, mixing và mastering với QB. là các bạn search là mixing và mastering với Cubey thì bạn sẽ tìm thấy một bản PDF nó giống hệt như này nhưng mà nó bằng tiếng Việt. Thì bạn ấy đã dịch sang rồi. Tất nhiên là đối với QB 5. Thì ở trong này thì nếu mà các bạn nhìn thấy ở đây nó có tất cả những cái chữ ở đây. Nếu bạn không biết thì bạn cố gắng dịch ra dịch ra bạn đọc và chúng ta hãy xem từng mục một ví dụ như là hệ thống cài đặt như thế nào đúng không ạ quan trọng nhất đó chính là hệ thống của chúng ta hệ thống yêu từ cầu cài đặt đó thì ví dụ như là một số người mình 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 thấy rằng là một số người còn không biết chữ hệ thống là cái gì nữa cơ nó tức là cái vốn vốn ngữ về cái tin học căn bản rất là yếu vì thế các bạn phải cố, cố gắng bổ sung cố gắng bổ sung nếu các bạn đang muốn học một phần mềm nào đó một cách chi tiết có tất nhiên là nếu các bạn muốn chỉ học chơi chơi thôi thì bạn cũng không cần quan tâm những cái điều này lắm học chơi chơi thì các bạn chỉ cần lên trên mạng bạn search ra là uh, làm cái này ví dụ thu âm với QB âm với cứu thấy người ta cài cái gì và bạn cài y chang thì bạn không cần phải suy nghĩ gì cả nhưng cái điều này dẫn đến một cái vấn đề là sau này các bạn bị gặp một cái lỗi chắc chắn bạn sẽ bị bằng một cái lỗi nào đó thì bạn sẽ phải kiểu thế nào nhỉ bạn bạn sẽ rất là khó có thể là tìm được cái lỗi đấy nó như thế nào rồi rất nhiều người lại kiểu rất thích đam mê cái việc là mình đã không biết rồi nhưng mà mình lại thích muốn chỉnh giống như kiểu ca sĩ mà các bạn biết rằng là ca sĩ người ta đi vào phòng thu chuyên nghiệp rồi người ta sử dụng những cái mic hàng chục triệu đồng, dùng những cái bộ loa hàng trăm triệu đồng. Bản thân mình đây mình hướng dẫn cho các bạn thôi nhưng mà mic của mình ở đây, cái mic này đã tà 8 triệu rồi. Rồi cái sao cạp của mình đã là 6 triệu rồi. Ờ, lúc mình nhập vào Việt Nam nó rơi khoảng tầm 7 triệu rưỡi. Thì hai uh, cặp loa mỗi ở nhà mình mỗi cái hai cái cái là hai cặp loa của mình nó hơi yếu okay kém một tí thôi là nó có 5 triệu một cặp này thôi đó nó 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 rẻ loa của mình nó hơi bị rẻ một tí vì thế mình bù đắp nó lại bằng một cái tai nghe kiểm âm nó rơi cỡ ba triệu rưỡi đây là những món đồ các bạn đã nghe thấy là à mẹ món đồ này nó đắt tiền thế này nó đã nó nói thật là đối với công nghệ âm thanh thì những món đồ này nó là món đồ cực kỳ rẻ rách luôn nó rẻ nhất trong các bộ mà, mà hầu hết như mọi người làm về uh, chơi âm thanh chỉ chơi đơn thuần thôi là đã như thế này rồi đấy nếu mà bạn đã gặp những cái đại gia mà tại sao những cái đại gia người ta phải mua những cái bộ âm thanh đúng không ạ để chỉ để nghe nhạc thôi lên giới hàng tỷ đồng thì các bạn mới hiểu rằng là tiền nhiều thì nó mới giúp các bạn tốt lên được chứ còn tiền ít thì các bạn sẽ không làm được đâu ví dụ một số các bạn các bạn sẽ sử dụng con con tai nghe là tascam hd hai uh, nghìn này này đó nó là nó ghi chữ là professional monitor headphone nhưng mình xin chia sẻ với các bạn đó chính là con tai nghe này nghe như cứt bởi vì nghe các bạn sẽ không nghe thấy là rõ tiếng bay rồi rõ nốt bay rồi rõ, rõ tất cả các nốt nhạc đâu nghe có thể là nó sẽ um um nó sẽ không rõ ràng nó không có chiều sâu của âm thanh nhưng trong khi các bạn sử dụng cái tai nghe nó tốt hơn thì nghe trời hơn mà chúng ta muốn mic nhạc chúng ta làm nhạc hay thì chúng ta phải sử dụng đồ tốt thì chúng ta mới biết hay được chứ hầu như các bạn nghe cái này nói thật là cái này các bạn có chỉnh một chút thông số các bạn không nghe thấy gì rất nhiều các câu hỏi đó chính là e sao em chỉnh nó em cảm thấy nó không 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 lên tiếng kiểu dạng như vậy thì lý do duy nhất là lý do do thiết bị âm thanh của bạn giả dụ như là khi mình mix nhạc với cả hai cái loa của mình đây thì rõ ràng cái loa của mình 5 triệu mình không thể là mix kỹ được như các bạn ở trong các phòng thu có những cái loa nó rơi khoảng tầm hai ba chục triệu được đó các bạn nhiều bạn có thể nghĩ là nghe thấy là to nhưng mà nếu mà các bạn làm mà đã tìm hiểu về âm thanh rồi đã tìm hiểu rồi, các bạn thấy là cái này thật sự là, là rẻ rách chứ không phải là to nó rất là rẻ thôi nó không to so với cái thị trường âm nhạc nói chung nhưng quan trọng là gì khi mình nhận định được vấn đề là a à, do thiết bị mình yếu kém do mình nghèo hơn người khác do mình thế này không bằng người ta thì mình không thể dựa vào công nghệ được mình phải dựa vào những cái kiến thức của mình và muốn có kiến thức thì phải học chấm hết cả học phải học từ a đến z khi mình đã kém về công nghệ thì mình phải bù đắp đó lại bằng một cái vấn đề khác đó là chính là kiến thức của mình và để chứ mình không thể vặn bằng tay được để vặn được bằng tay thì đồ các bạn phải xịn không vặn được bằng tay thì các bạn phải có kiến thức để mà chúng ta vặn chúng ta nhận định đúng rồi rồi ở trong phần hướng dẫn thì các bạn có thể nhìn thấy có tất cả các mục này thì nó chia ra rất các mục rất rõ ràng thôi là cài đặt hệ thống như thế nào, đúng không ạ? Rồi bước 1 dùng để thu âm thế nào, bạn hãy đọc tất cả những cái mục này rồi dùng để edit video thì bạn sẽ sử dụng e gì để edit video. Rồi các cái thao tác dùng để mixing effect như thế nào, đúng không ạ? Rồi sử dụng các công cụ rồi sao nó có tất cả các tool hướng dẫn đây. Hãy cố gắng đọc nó cũng dễ dàng thôi, nó không quá phức tạp cả. Bạn hãy nhìn vào đây, mình rất là dễ thôi. Ở đây hệ cấu tình hệ thống nhất nó rất là dễ. Khi ở uh, khi mình đọc cái QB5 này mình phát hiện ra là à cái QB5 này nó hỗ trợ audio highway 16 bit và 44.1Hz tức là nếu các bạn đang sử dụng Qbay 5 để bạn không việc gì các bạn phải cài đặt lên là 48 kHz và 24 bit bởi vì cái hệ thống của nó ấy thì nó chỉ hỗ trợ 16 bit và 4.1 thôi. Nhưng bạn thấy rằng là đối với phiên bản sinh ra từ năm 2009, người ta có thể làm ra những bản nhạc xuất sắc vào thời kỳ đó. Tất nhiên là nếu các bạn đã bật một bản nhạc vào thời kỳ hiện tại và các bạn bật một bản nhạc vào thời kỳ trước đó, bạn sẽ thấy cái chất âm thanh nó hoàn toàn khác nhau. Do công nghệ khác nhau không phải là cái cách làm của họ, cái cách làm mixing tất cả mọi thứ đều giống nhau nhưng công nghệ thời kỳ đó cách đây 15 thì nó hoàn toàn khác cái công nghệ tại thời điểm bây giờ chất lượng âm thanh tốt hơn mọi thứ trở sạch sẽ hơn rồi đồ đạc thiết bị bây giờ người ta cũng đầu tư đắt tiền hơn và cái thời kỳ đấy thời kỳ đấy với cặp loa 5 triệu như của mình đây đã gọi là vĩ nhân vĩ đại rồi nhưng mà thời kỳ bây giờ đối với cặp loa 5 triệu này nó là một sự giải rách thì đó là cái chia sẻ của mình là làm thế nào để chúng ta làm việc tốt thì không chỉ liên quan đến cái phần mềm của chúng ta nó còn liên quan đến các thiết bị mà các bạn đang sử dụng nếu các bạn chỉ suy nghĩ rằng là các bạn chỉ làm việc với âm nhạc các bạn chỉ nghĩ là các bạn chơi thôi chơi thôi chơi vui thôi thì các bạn hãy suy nghĩ vui đi chứ bạn đừng suy nghĩ rằng là các bạn đừng áp đặt là khi đã vui lại còn mong muốn là nó giống như kiểu siêu phẩm của một cái nghệ sĩ lớn ở trong các phòng thu lớn rồi rồi các phòng thu lớn người ta thì bảo các bạn là 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 uh, tôi chỉ dùng đồ đạc đơn giản thôi có hai cục loa rồi sao cạc đấy tôi cũng làm nhạc rồi nhưng các bạn có biết là những cặp loa của họ rơi tới hàng vài chục vài trăm triệu à vài chục triệu đồng rồi uh, họ có những cái sao cạc cũng hai vài chục triệu đồng rồi thế này tất cả mọi thứ vài chục triệu đồng nghe thì có vẻ là ừ uh, ít thôi mà có vài ba đồ thôi nhưng mà đó những cái còn lại của họ nó rất là nhiều rồi họ có kiến thức đó rồi họ không chỉ họ làm ở đây xong thì họ còn mang cái bài của họ, họ đang những cái phòng thu chuyên nghiệp khác những bạn bè khác họ kiểm tra họ test các kiểu trước khi họ xuất bản chứ họ không chỉ làm việc độc lập đó. chúng ta không thể dùng cái cái suy nghĩ cảm cảm quan của chúng ta khi chúng ta nhìn vào vấn đề tại vì khi chúng ta nhìn cảm quan chúng ta thì chúng ta nghĩ là họ đang làm việc độc lập nhưng thực ra họ đang làm việc một cái team rất là dày thì họ mới tạo ra sản phẩm là tốt như thế nếu mà chúng ta các bạn để chơi thôi thì thôi chúng ta đừng suy nghĩ quá nhiều nhưng mà thật ra thì ai cũng thế thôi đầu tiên mọi người chơi xong rồi mọi người cảm thấy là ừ dùng được dùng tốt sau đó mọi người đam mê rồi mọi người thích tự nhiên mọi người lên cái level mọi người cũng giống như kiểu là mọi người mua một con cá cảnh chẳng hạn giữa bạn bạn mình thế thôi đầu tiên là mua con cá bảo là ừ tôi có cái bể cá này tôi bạn mình cũng thế mua một cái bể cá rồi mua mấy con tôm bảo là ừ thả mấy con tôm vào mấy chục một nghìn một con tôm mà thì thôi mình cứ mua khoảng tầm 10 con tôm về như thả nhưng mà sau khi mua tôm về xong thì thấy cái giống này giống kia ta bắt đầu lại thấy ơ à, con tôm này tôm kia khác nhau này rồi nó đáng yêu hơn thì mọi người lại tự động mọi người mua mua thêm về tức là khi mình đã đầu tiên mình cảm thấy là mình à tôi cũng chỉ cần cho vào thôi nhưng mà đầu tiên sau đó thì mọi người chăm sóc mọi người yêu thương nó rồi mọi người có đam mê nó thì tự nhiên mọi người muốn hiểu sâu hơn muốn tìm hiểu sâu hơn và muốn muốn nâng cấp bản thân này hơn tự nhiên mọi người mua nhiều đồ nhiều hơn chẳng hiểu tại sao mọi người rồi mọi người sẽ đến một ngày mọi người sẽ mua đồ nhiều hơn cho đến khi mọi người cảm thấy cái giới hạn mọi tài chính của mọi người đã kết thúc thôi chứ còn thật ra là thật ra thì mọi người cái cả, cả bản thân mình cũng thấy rồi mình khi mình làm cái youtube này mình cũng luôn luôn cái tư duy đó chính là chỗ này nó không đủ phải luôn luôn nâng cấp mình lên luôn luôn mua đồ mình lên mua luôn mua mọi thứ lên nhưng mà tất cả mọi thứ đấy nó phải thuộc vào giao đoạn của mình và mình hiểu rằng là mình đang có cái gì thì mình mình thỏa mãn vấn đề như thế thôi chứ mình không cầu toàn rất nhiều người lại uh, sử dụng thiết bị thì cùi nhưng mà lại muốn là âm thanh nó phải như là ca sĩ nổi tiếng đó là không không nó không phải là vấn đề liên quan đến hiểu biết mà nó liên quan đến vấn đề là nhận định cá nhân của các bạn đang rất là sai lầm thì uh, ở đây các bạn hãy nhìn thấy nó rất dễ dàng thôi tất cả mọi thứ đều từ cài đặt audio như thế nào các bước 1 hai ba bốn là bỏ vào cái gì cái gì cái gì ở trong này có hết và người ta còn ghi cho bạn đầy đủ tất cả thông số nữa thậm chí là ở dưới này nếu bạn bạn đang học về mixing đây kết nối tạo project mới như thế nào nó ghi tất cả các bước bước một bạn làm gì bước hai bạn làm gì bước ba bạn làm gì rồi ở đây chính là cái gì cái gì có hết bạn xếp project như thế nào lưu project lập thiết bị tín hiệu đầu ra đầu vào như thế nào và để tìm hiểu được cái này thì các bạn phải tức là người ta đã đưa ra các bạn tất cả các bước nó nó như thế này rồi thì câu chuyện của các bạn đó chính là bạn vừa xem do đó bạn phải cố gắng thực hành nhiều người thì do do là các bạn có thể đổ tội lại tại vì thời gian tôi bận quá nên là tôi lên trên mạng tôi sớt cái này cho nó nhanh việc gì tôi phải ấy mà đó chính vì các bạn với cái tư duy đó chính là tôi bận quá tôi sớt cho nhanh lên tất cả mọi thứ các bạn sẽ bị chậm lại nếu các bạn chịu khó bỏ ra một khoảng thời gian đúng một ngày thôi Ở đây nó chỉ có khoảng tầm mấy chục trang này thôi 192 trang bạn bỏ ra một ngày bạn xem đúng cái mục bạn cần thôi Tại vì có rất nhiều các mục nó không liên quan Tại vì một số mục nó liên quan đến cái mục mà để làm nhạc cơ Nếu bạn chỉ làm thu âm thôi Thì bạn chỉ xem những cái mục liên quan đến kết nối rồi cài đặt rồi để thu âm như thế nào thôi Thì bạn trong này nó có hết tất cả các mục như thế rồi Nhưng mà mình nghĩ là do hầu hết là chính vì cái việc là chúng ta đọc cái này xong Thì bạn hãy nhìn thấy những cái chữ này Thì bạn sẽ nhìn thấy những cái thuật ngữ Ví dụ như là MIDI rồi Playback rồi cycle rồi stop rồi playback và người ta sẽ chỉ cho các bạn các vị trí như này, space, enter, rồi các cả phím tắt như thế này. thì khi bạn nhìn những cái chữ này rồi thì tự nhiên bạn đã hình thành một cái tư duy về mặt thuật ngữ âm thanh. thì nhiều người người ta chỉ biết là a à, nhấn vào cái biểu tượng này thì nó sẽ là play này, nó sẽ phát âm thanh suy nghĩ đơn giản nó không phải là play nó là phát âm thanh còn ấn vào cái dấu vuông này mọi người chỉ suy nghĩ rằng là ấn vào cái dấu vuông này thì nó sẽ dừng lại rồi ấn vào cái dấu tròn này tức là mình thu âm mọi người chỉ suy nghĩ rằng là, à ấn vào cái này nó thế này chứ mọi người chưa chưa suy nghĩ rằng là <laughs> nó chỉ là một cái ký tự và khi các bạn để chuột lên nó sẽ hiện ra chữ play giống như này bạn nhìn thấy không để chuột lên nó hiện chữ play thì ở đây play là gì play thì bạn phải hiểu cái thuật ngữ cơ bản play tức là chạy là phát là chơi âm nhạc đó thì những cái thuật ngữ cơ bản như thế nghe tưởng chừng là là nó cơ bản nhưng thực tế thì hầu như mọi người bị quên rồi mọi người sẽ biết là cycle là cái gì cycle là gì xuất ra là vòng lặp đúng không ạ rồi vòng lặp là gì phát vòng lặp đấy vòng lặp rồi các bạn xem rồi recording là gì là thu âm đó thế nên là khi mọi người xem những cái này mọi người sẽ tự nhiên mọi người hình thành cho mình những cái thuật ngữ những cái định nghĩa rồi những cái đấy thì thế như thế các bạn sẽ làm việc tốt hơn chứ khi các bạn mới tinh là một cái trang giấy trắng thì hầu như là đặc biệt là các bạn còn không biết cái gì về những cái thuật ngữ này thì hầu như các bạn sẽ không không thể làm được đấy ví dụ như bây giờ bây giờ bảo là các bạn là uh, bây giờ nắn chỉnh sửa giọng như thế nào đúng không ạ trên link pick user value audio thì sử dụng uh, thay đổi cao độ khi sử dụng value audio thì tất nhiên là khi các bạn xem cái từ này xong bạn sẽ biết là Pick nó là cao độ và hầu như cái phần mềm nó ghi chữ pick, pick 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 ở bất kỳ chỗ nào hết ví dụ bạn sang xem ở đây đúng không ạ đây pick and warm thay đổi cao độ và co giãn này nọ thì đấy nhìn nhìn phát là bạn biết là à thay đổi co giãn phải này nọ bạn sẽ hình thành ra nhưng mà hầu như mọi người cũng không nắm được điều đó mà mọi người nhìn vào đây mọi người bảo à bây giờ mình muốn uh, hầu hết mọi người sẽ như thế này bây giờ mình muốn là uh, chỉnh sửa cao độ bằng audio uh, này thì mình sẽ kích vào cái dấu icon này mình kích vào cái này này đó mình kích vào cái này xong thì mình sẽ 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 uh, à đây nó sẽ hiện ra cái này rồi sau đó mình sẽ đẩy để trở vào đây mình đẩy lên đẩy xuống này mình đẩy lên đẩy xuống đó mọi, mọi người sẽ bị một cái vấn đề nó là như thế nó, nó không tức là mọi người đang không biết mọi người đang làm cái gì thì cái điều đó sẽ hạn chế các bạn học rất là nhiều các bạn chỉ làm một cách thụ động thôi mà bạn không chủ động cái công việc đó thì các bạn sẽ không không thể đạt tiếng nhanh được thì đấy là cái chia sẻ của mình thì đó là cái chia sẻ của mình khi mình học một cái phần mềm làm nhạc của mình nó như thế nào đầu tiên đó chính là mình xem là cái phần mềm làm nhạc nó có tính năng gì thứ hai là mình đọc cái bản hướng dẫn của nó trước khi mình sử dụng bất kỳ một cái phần mềm làm nhạc nào thay vì mình lên trên mạng mình search là xem nó như thế nào vì, vì mình nói thật là hầu hết khi các bạn lên trên mạng bạn xem là cái plugin này ví dụ uh, tốt chẳng hạn bạn xin chút tốt plugin tốt thì ở đây người ta sẽ hướng dẫn là bảy plugin cực kỳ hấp dẫn rồi bộ plugin nói thật là đấy là theo quan điểm của người ta thôi chứ chưa theo quan điểm của các bạn đâu rồi uh, hấp dẫn với người ta thôi chứ chưa theo hấp dẫn với bạn đâu thế nên là thật ra là các bạn biết đấy cái ở trên mạng nó là gọi là quảng cáo gọi là thương mại rồi nó là cái tất nhiên làm thương mại thì người ta có thể là có những cái demo hoặc những cái test thì các bạn nghe bảo ừ uh, nhờ hay nhờ ừ uh, hay thật tuyệt vời thật nhưng có thể đấy là những cái 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 demo mà người ta đánh lừa các bạn thôi tại vì tất cả mọi người biết rồi đấy quảng cáo thì bao giờ chả màu mè quảng cáo bao giờ nó chả màu nhiều màu sắc quảng cáo bao giờ nó chả kiểu phải làm tốt hơn tất cả mọi thứ rồi khi quảng cáo người ta phải đưa những cái phần chuyên nghiệp ra trong khi các bạn thì toàn là những người kiểu không chuyên nghiệp rồi các bạn chưa có biết cái gì cả rồi các bạn còn chưa biết thua như thế nào thì làm sao các bạn có thể đánh giá được cái vấn đề đó Tất hay không các bạn chỉ nghe thấy là à, ừ nhờ tuyệt vời quá tôi tôi thấy mà ga dùng cái này thì bạn dùng như thế thế đó cái câu chuyện là nó sẽ bị khó trong việc các bạn học một cái phần mềm nào nào ổn định vì thế là theo mình nghĩ các bạn nên đao cái hướng dẫn về và khi các bạn học một phần mềm thì bạn hãy cố gắng là sau khi bạn đọc xong bạn phải thực hành luôn thì bạn mới nhớ được. Việc mà bạn uh, Google cộng với bạn dịch nó ra thì không những bạn biết tiếng Anh và bạn biết thực ngữ về điều đó bạn sẽ làm việc tốt hơn. Không có con đường nào ngắn đến thế thành Rome hết mà mọi con đường mình có một lời khuyên là các bạn hãy cố gắng làm việc theo kiểu là tìm hiểu cứ từng bước từng bước một thôi bạn đừng có uh, bạn đừng có thấy người khác làm cái gì bạn làm ví dụ hôm trước mình có một bạn bạn inbox mình hỏi là uh, em cài đặt thế này hay không mình xem cái phần inbox của bạn bạn ấy tạo là à, uh, tạo hai ba trách này giống yệt người ta tạo rồi thấy người ta tạo cái effect ở trên này thì bạn cũng tạo thêm mấy cái effect ở đây rồi bạn bỏ thêm các effect này vào rồi bạn hỏi là ơ tại sao mình bỏ vào lại không có tiếng rồi bạn bởi vì bạn đang không hiểu bạn bỏ vào để làm gì bạn chỉ bỏ thấy người ta bỏ vào thì bạn hỏi thế bỏ vào để làm gì trong khi trong cái, tất cả những cái này bạn có thể bỏ vào được cơ mà bạn bỏ vào để làm gì các bạn là bạn đang không hiểu là bạn bỏ vào để làm gì và bạn để làm như thế nào thì rõ ràng cái chuyện là bạn bỏ vào nó vô ích thì đó là câu chuyện mà đối với bản thân mình mình cảm thấy mình học như thế thì mình mới cảm thấy hiệu quả và mình cảm thấy mình học từ tốn như thế mình học chậm rãi như thế thì mình sẽ biết nhiều hơn và biết nhanh hơn và biết kỹ hơn đó là lý do tại sao mà trong kênh youtube của mình mình sẽ lại chỉ làm từng mục thôi thì vì tất cả những cái mục đó mình làm tuần tự theo tất cả những cái hướng dẫn của người ta đã ghi hướng dẫn trong này rồi nhiều người bảo nhiều người nhắn tin với mình bảo là ờ, anh hướng dẫn chi tiết rồi anh hướng dẫn hay nhở rồi anh hướng dẫn đầy đủ chi tiết phết thực ra mọi người không biết rằng là tất cả những hướng dẫn này thì mình xem ở trong này ra và mình chỉ làm theo các cái mục trong này thôi người ta ghi những cái mục trong này như thế nào và mình sẽ làm mình làm lần lượt tất cả các mục trong này mình đơn giản là mình chỉ đưa cho các bạn và mình đọc lại tất cả những cái nội dung này thôi tuy nhiên là nó khác ở chỗ là do là do các bạn không biết thuật ngữ tiếng anh nên hầu như là các bạn bị lỡ chớ bị vấn đề là ơ, cái thứ tiếng Anh nó như thế nào thôi, chứ hỏi mọi người bị bị mất căn bản về mặt thuật ngữ tiếng Anh, rồi mọi người bị mất căn bản về các thuật ngữ liên quan đến âm thanh, ví dụ như là thuật ngữ âm thanh ví dụ như là input là gì, output là gì, hoặc là cao độ là là pitch hoặc là uh, Tân linh là chỉnh sửa đúng không, các công cụ về thân linh tức là đo giọng đo riếc này lọ, rồi những cái công cụ ví dụ ở đây người ta ghi những cái thứ tiếng Anh như thế này đúng không ạ project là gì setup là cái gì thì hầu như mọi người bị mất cái vốn tiếng anh đó từ cái vốn tiếng anh đấy thì có phải là tiếng anh thuật ngữ chuyên ngành thì nó sẽ vô cùng khó nó là một cái thứ vô cùng khó đã gọi là thuật ngữ chuyên ngành rồi mà thì nó lại là một cái vấn đề khác vì thế là do là mọi người bị mất gốc như thế là mọi người bảo thấy là à, làm hay chứ ta, ta mình nói thật là mình cũng chỉ làm phải hướng dẫn này thôi và và khi mình làm thì mình cũng học thêm rồi mình làm mình cũng nghiên cứu lại rồi mình xem lại tất cả mọi thứ đó thì nếu như bạn đang bị thiếu quá nhiều những cái thứ như thế bạn đang thiếu những cái thế thì, thì bạn sẽ thật sự là mình nghĩ là các bạn khi bạn đã thiếu như thế và bạn cảm thấy thiếu như thế thì thật sự bạn rất là khó để bạn bắt để, để để làm tốt được thì đó là vấn đề mình nhận ra đó chính là các bạn hầu như các bạn mất hết tất cả những cái vốn vốn từ cơ bản thuật ngữ cơ bản liên quan đến âm thanh rồi những cái kỹ năng về sử dụng tin học văn phòng cơ bản tin học cơ bản tin học basic cơ bản mà các bạn đã bị mất hết rồi thì các bạn rất khó khăn trong cái việc các bạn tìm hiểu vấn đề âm thanh và rất nhiều các bạn hỏi thế này đó chứ mình không thể trả lời được không thể trả lời được khi các bạn không thể lắm được các vấn đề liên quan à âm thanh và đó là câu chuyện đó chính là học cái phần mềm làm nhạc như thế nào thì ngoài việc học vấn mềm làm nhạc mọi người sẽ hỏi là sử dụng plugin gì để tiến hành tức là sử dụng cái gì để tiến hành mixing thì sử dụng để cái gì mixing nó có rất nhiều các vấn đề rất nhiều các vấn đề thì bây giờ mình sẽ nói về vấn đề đó chính là thường thường mọi người sẽ sử dụng các bộ xử lý xử lý tức là thay đổi tính chất của âm thanh rồi mọi người sẽ sử dụng các hiệu ứng effect mọi người phải định nghĩa ra được cái vấn đề như thế thì mọi người làm được chứ mọi người sử dụng cái gì nó nhiều cái để sử dụng lắm mà mỗi cái nó lại có một cái tác dụng khác nhau, một cái yếu tố khác nhau. thì để biết được các bạn sử dụng cái gì, bạn hãy lại tiếp tục đọc cái hướng dẫn của nó. ở trong hướng dẫn của nó nó sẽ ghi là đây, sử dụng maximizer để tăng độ ồn cho âm thanh để làm thế này loại chai đây. bạn hãy copy thế này, rất là dễ dàng thôi. copy và chuyển sang google dịch. tối đa hóa được sử dụng để đúng không ạ? maximizer là tối đa hóa để sử dụng để tăng độ lớn của vật liệu âm thanh, tức là tăng độ lớn của tính, tính chất vật liệu của âm thanh đó mà không bị uh, khiến âm thanh có bị bị cắt đi bị clipping đi thì bây giờ các bạn đọc một cái từ nghe bạn là ớt ông nói thế này thì tôi hiểu làm sao được đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta lại câu chuyện quay lại ban đầu là bây giờ bạn phải hiểu là thế Maximizer là chữ uh, led có nghĩa là gì? Rồi tính chất vật liệu âm thanh có nghĩa là gì? Rick clipping có nghĩa là gì tại vì cái này nó hoàn toàn nó đúng clipping là cắt mà mà đúng là nó cắt thì hầu như mọi người cũng chỉ biết là à chúng ta sử dụng plugin này vào ừ thì để làm nó tiếng nó to lên ở nghe đó kiểu mọi người mới khi mọi người mới bắt đầu ấy mọi người cũng chỉ biết là à cái này dùng để làm to lên cái này dùng để làm nhỏ đi rồi cái này mọi người cũng chỉ thấy à dùng cái này để nó sáng lên ừ dùng cái này để nó tối đi chứ mọi người chưa hiểu được cái cặn kẽ nào mà mọi người đã hỏi là thế vặn nó như thế nào sử dụng nó như thế nào mặc dù tất cả những công cụ này về cơ bản nó đều giống nhau hết mình nói thật về cơ bản maximizer limiter và nó đều giống nhau hết nó đều giống nhau hết nó đều có một cái chức năng hết nhưng mà có một số các cái tình tiểu tiết rất là thay đổi rất là nhỏ thì không thể giải thích cho các bạn là à tín hiệu nó bị đẩy lên rồi nó bị cắt ở phần đầu âm thanh lên chúng ta biết đấy bây giờ khi mình giải thích thì thế à, tín hiệu bị âm thanh và vượt ngưỡng nên nó bị cắt tín hiệu nên nó sinh ra vỡ tiếng các bạn chỉ biết được cái đoạn là nó bị to lên và nó bị vỡ tiếng thôi mà bạn không hiểu là tại sao nó lại bị vỡ tiếng nhỉ tại sao khi các bạn đã không hiểu được tại sao nó lại bị như thế thì rất là khó cho cái việc là giải thích được các bạn kể cả các bạn sau này các bạn có biết sử dụng các bất lập này các bạn biết vặn luôn như thế nào thì các bạn cũng không thể hiểu được là nó sẽ hoạt động như thế nào hầu hết bị mọi người bị hoạt động bị bị hầu hết mọi người có thể là uh, có rất nhiều bạn hỏi mình là anh ơi em học tất cả các khóa học rồi em học tất cả các nơi rồi mà em không hiểu em em cũng biết là ừ, dùng các trong trường hợp này em vặn ừ, thì em vặn cũng rất ok mà em đéo hiểu là vặn để để làm gì em không hiểu là vặn để để làm gì thì lý do duy nhất là bạn chẳng hiểu cái vấn đề gì bạn đang vặn để để làm cái gì cả nó thay đổi cái gì không thậm chí nó không chỉ thay đổi tín hiệu âm thanh của bạn nó còn thay đổi tất cả bộ toàn bộ giải tín hiệu của bạn cái điều mà chúng ta khi chúng ta làm nhạc mà nghiên cứu sâu xa thì chúng ta đều liên quan đến giải còn nếu mà các bạn học thông thường các bạn cũng chỉ biết là à, input là thêm cái lượng đầu vào vào bây giờ mình lặn vặn thêm cái lượng đầu vào vào à, mình thấy âm lượng nó to quá thì mình giảm output xuống lặn nó ra à, bây giờ mình đã tách lên thì nó không thế này cảm thấy nó thế này ở ừ, output nó thế kia mà bạn không hề hiểu được là vấn đề là nguồn cội sâu xa của nó là gì bởi vì bởi vì các bạn chỉ kiểu nó giống như kiểu là bạn theo tổ tông, bạn theo cái cái tổ nghiệp người ta chỉ bảo thôi. Đây ở trong này người ta cũng hướng dẫn hết này nhá. Người ta hướng dẫn là input đó chính là bạn thêm vào cái này, đây mình có thể là search vào input, đó chính là bạn thêm cái này thêm cái này vào, đúng không? Output tức là uh, ấy đâu ra đều, gain đầu ra rồi, compressor thế này đó ra. Tất cả mọi thứ nó ghi trong rõ ràng tất cả các mục trong này rồi, nhưng mà đó dù có ghi rõ ràng thì các bạn cũng không thể là vận được. Dù có ghi rõ ràng các bạn không thể là vận được. Thì rõ ràng cái vấn đề đó chính là các bạn sẽ không bao giờ các bạn học được nếu như các bạn không nghiên cứu sâu vấn đề đó còn nếu mà các bạn đã không các bạn bảo là ư ừ, cái này rắc rối thế đấy thì gì phải làm thế rồi thế này đó nha ok nếu các bạn có quan điểm là, là 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 nó dễ thế thì các bạn cũng không việc gì các bạn phải quá cực khổ trong cái việc các bạn phải, phải cố gắng căn làm sao cho nó tốt cố gắng là bạn các bạn cũng không cần phải cố gắng hiểu để làm gì Các bạn hãy vặn theo tổ tông các bạn dậy vậy đi nhưng mà bạn luôn luôn là mong muốn là đạt được một cái gì đó thành công nhanh nhưng mà các bạn không muốn tìm hiểu đó thì các bạn cứ vặn theo cái cảm xúc của các bạn thôi các bạn không cần phải, phải, phải suy nghĩ là bạn đấy để làm gì cả các bạn đừng đừng suy nghĩ khi các bạn đã không quan tâm cái vấn đề cội nguồn bên trong tại vì các bạn đang có cái tư duy sai như thế thì rõ ràng là cái hiện trạng của các bạn là đang sai như thế rồi và các bạn bảo là ư ừ, cái này thì ai chẳng biết nói thế này thì ai chẳng nói được nhưng mà có nhiều bạn bảo là uh, có một số bạn kiểu các bạn ấy ghét kênh youtube của mình các bạn bảo là ờ, ông nói thế này thì ông nói ông hướng dẫn thế này thì thằng nào chả hướng dẫn được ừ thì đúng thằng nào chả hướng dẫn được nhưng mà để mẹ hiểu được như thế để mà trình bày được cho các bạn cái vấn đề này nó kỹ càng được như thế nó không chỉ là cái vấn đề là mẹ đọc ra mà nó vấn đề là hiểu tại bị đọc này thì thật ra là một nghìn thằng đọc một tỷ thằng đọc một triệu thằng đọc nhưng mà thằng nào hiểu được thì cái đấy lại liên quan đến vấn đề là lại sâu xa hơn cái vấn đề là nó là nguồn cội hơn và thật sự để giải quyết ở cái nguồn cội đấy thì các bạn phải học vài năm rồi học chục năm rồi học nghìn năm có những người các bạn hãy để ý rằng có những người làm về âm thanh đến hàng chục năm họ cũng chẳng thể bảo bằng những cái người mới làm âm thanh trong vòng một năm bởi vì đơn giản họ không hiểu được cái nguyên do bạn có thể lên trên mạng bạn ấy nhìn kênh youtube có rất nhiều kênh youtube nào thì phòng ốc màu mè rồi bàn mixer to đùng tất cả mọi thứ nó rất là màu mè rồi nhìn đồ rất hoành tráng nhưng các bạn đã từng nghe bản nhạc của họ đang sử dụng cho các bạn chưa mà các bạn có thể so sánh là a mẹ ông đang làm nhạc cho đó khoảng tầm 15 25 như thế. Ông làm trong những vợ âm thanh 15, mà sản phẩm ông tệ hơn những cái thằng trẻ hơn mà đồ âm thanh của nó tệ hơn, đồ âm thanh nó không bằng hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nó có tri thức hơn thì nó sẽ bù đáp lại được những cái vấn đề mà nó nghe phát nó nó hiểu vấn đề vì thế là mình là, mẹ các ông lên trên mạng các ông hướng dẫn ờ ừ, thì ok hướng dẫn có phải là nghe là hay đấy nhưng mà đối với những người có hiểu biết ví dụ như những người gà những người không biết như mình thì đọc còn ten đúng như kiểu đọc còn ten quảng cáo ấy thì bét thế này bét thế kia rồi nhất thế này nhất thế kia kiểu kiểu như vậy thì rõ ràng cái chuyện là khi chúng ta đọc cái quảng cáo ví dụ như là bột giặt tẩy trắng tốt nhất đó, bột giặt tẩy não tốt nhất việt nam thì rõ ràng là mọi người sẽ biết là xong mọi người sẽ thấy là a ah, ừ nhờ, cái đấy là tốt nhất chúng ta lao vào mà chúng ta chưa hiểu là mẹ liệu có tốt nhất không nhỉ và và chỉ có những người nào mà người ta đã sử dụng cái đấy lâu mà người ta đã tìm hiểu lâu rồi người ta thấy là à thì mẹ đấy nó đấy chỉ là chiêu bài quảng cáo thôi chứ cái bột giặt đéo là chả là tẩy trắng đúng không bột giặt nào mà chả tẩy não làm gì có bột nào ta không tẩy não đâu đúng không ạ ông nói tốt đất việt nam chẳng qua là ông chỉ đang kiếm thôi chứ cái thực lực của ông thì chắc gì ông cái bột giặt nào mà là chả tẩy trắng bột giặt nào chả 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 đấy thế nên câu chuyện làm chúng ta đừng bị sai lầm bởi cái những cái hiểu biết đơn thuần thế. Nếu các bạn thực sự đang muốn tìm hiểu sâu ấy thì đừng đừng tìm hiểu. Còn nếu lại một câu chuyện ngược lại là nếu như các bạn không muốn tìm hiểu sâu thì thôi đừng có tìm hiểu nữa. Mình đã thật đừng có thể hiện cái sự đam mê của mình. Các bạn hay đến với mình các bạn hay nói là em có đam mê này nọ rồi đấy, đấy thì đấy. Đấy không phải là các bạn đam mê. Tại vì các bạn đam mê các bạn phải cống hiến, các bạn phải phải, phải 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 làm cho nó, các bạn phải hy sinh về nó thì các bạn đam mê đây các bạn không đam mê các bạn chỉ cảm thấy là đấy là điều vui và các bạn cần thì các bạn cần các bạn không cần thì các bạn không cần thì rõ ràng là khi các bạn đã có tâm lý các bạn không cầm rồi thì các bạn cũng chẳng cần phải phải cố làm gì kể cả khi các bạn chẳng qua là phục vụ cho lợi ích của các bạn thôi chứ các bạn cũng chẳng cần nếu mà tâm tư thật sự của các bạn có chẳng cần cái điều đó đâu nên các bạn cũng không lên các bạn là không có nhu cầu suy nghĩ về vấn đề đó trong khi mình thì mình mong muốn là mọi người luôn luôn có cái suy nghĩ đó mọi người muốn luôn khi mọi người đã làm cái gì mọi người hãy cố gắng làm thật lực nhưng hầu như mình cảm thấy là đa phần đa phần đến 99 phần trăm mọi người thường thường mọi người chỉ quan tâm là, là, tôi cần cái gì tôi tìm cái đấy và tôi không chẳng còn quan tâm nữa. nó cái gì cái nào tốt hơn thì tôi dùng thôi thế nên là câu chuyện là là cách học của mọi người đang bị sai lầm cách hiểu về cái sở thích của mọi người cũng đang bị sai lầm mà cái mong muốn của mọi người, khi mọi người đã muốn chỉ mong muốn mình thích thôi nhưng mà mọi người lại mong muốn mình giống như cả Pro Pro mọi người lại không muốn đầu tư nhiều tiền nhưng mà mọi người lại muốn tạo ra những sản phẩm hit thì chuyện đó không có cái chuyện ảo tưởng sức mạnh đó là không có các bạn nhé rồi rồi thì có tất cả hướng dẫn này rồi Thì đọc thì ai cũng có thể để đọc được Nhưng mà để hiểu cái này thì các bạn phải có cái nền tảng về kiến thức âm thanh cơ bản Rồi có những cái nền tảng về thuật ngữ âm thanh cơ bản Tempo là gì rồi Time signature là gì Tất cả những cái đó nó rất là cơ bản Rồi render là gì Rồi tất cả những cái này nó rất cơ bản Nó ở đây các bạn cơ bản này rồi thì các bạn đã bất vốn vất niếng mất tất cả mọi thứ thì các bạn không thể nào được đâu giống như cả các bạn đang học lớp 1, lớp 2, lớp 3 rồi các bạn học đại học chẳng hạn thì các bạn phải học lớp 1 trước học lớp 2 trước đúng không ạ các bạn chưa biết chữ thì các bạn đã bắt đầu học chữ cái trước đây là hầu như các bạn là là tôi chỉ muốn viết bài văn như này các bạn lên trên mạng các bạn tìm rồi bạn làm theo cái điều đó không tốt cho các bạn một chút nào hết cả cả khi mình có cố gắng giải thích cho các bạn là a à, công cụ này dùng như thế này dùng cái kia cái, cái kia thì các bạn không hiểu các bạn đang dùng cái đó như thế nào các bạn để đấy à a ông này ông vặn này thì tôi cũng căn căn đôi kéo như thế không tốt cho các bạn thì nào hết rồi rồi đấy là cách học của mình đối với cái phần mềm qb mà mình chia sẻ nó cũng hơi dài một tí thì bây giờ chúng ta đến cái chương trình thứ hai đó chính là chương trình đó chính là sử dụng mixing sử dụng plugin gì thì đây là là một câu hỏi giống y hệt câu hỏi trước thì nếu các bạn đang xem video từ nãy giờ thì các bạn sẽ biết là 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 để sử dụng plugin gì thì hầu hết mọi người sẽ phải đọc cái này xem mọi người là ở đây người ta sẽ ghi là cái này dùng để làm gì cái này dùng để làm gì đó và người ta sinh ra plugin để rồi mixing thì tất cả nếu mà câu hỏi các bạn là dùng mixing <laughs> khi mixing dùng plugin gì thì chính cái câu hỏi của các bạn là câu trả lời của các bạn rồi bởi vì tất cả các phần mềm những cái plugin sinh ra để mixing ấy nó là dùng để mixing hết chẳng có phần mềm nào không cả nhưng mà nó có tác dụng khác nhau nó có tác dụng khác nhau và câu hỏi đấy nó cũng chia ra một cái câu hỏi khác là 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 sử dụng plugin gì nó nó tức là <laughs> của hãng nào loại nào tên là gì đó sử dụng plugin gì thì có hai ý nghĩa thứ nhất là ý nghĩa là là sử dụng loại hình gì loại nào loại chủng loại nào chủng tộc nào tệp nào đúng không ạ tại vì có vô vàn các plugin này các chức năng thì có rất nhiều các chức năng giống nhau có rất nhiều các cái giống nhau nhưng nó chỉ khác nhau một chút thôi nhưng mà đấy là một thứ hai là sử dụng cái của hãng hay không hay không sử dụng ai hay không hay là sử dụng plugin nào là mới tốt thì bây giờ mình sẽ trả lời cho các bạn đó chính là thứ nhất khi các bạn sử dụng plugin rồi để mixing thì khi các bạn cho vào, vào insert đây bạn pick vào đây bạn nhìn thấy là người ta đã chia cho các bạn tất cả các đầu mục như thế này rồi và trong các mục này nó chia ra các mục mục nhỏ hơn thì khi các bạn học về mixing các bạn học về các phần mềm về mixing ấy thì bạn hãy xem những cái đầu mục này trước ví dụ bạn hãy định nghĩa cho mình là delay làm gì đó, delay là tạo độ trễ, tức là phát âm thanh trễ đi. Ok, distortion dùng để làm gì? Distortion là biến dạng, tức là thêm các cái sóng hài vào trong cái phần tần số của chúng ta. Rồi dynamic là gì? Dynamic để kiểm soát tất cả các phần về âm lượng của chúng ta. Rồi EQ là kiểm soát tần số, filter là bộ lọc về mặt tần số giúp âm thanh sáng tối hơn, thay đổi tông sắc của vật liệu. Rồi mastering là những cái về mastering, modulation là các công cụ dùng để điều khiển tức là thay chúng ta luôn vặn. Rồi OR là những cái chẳng liên quan đến đến những cái mà ở trên này của chúng ta. Rồi resolve đúng không ạ? Là khử tiếng click khử đi nói rồi reverb là thêm âm vang rồi supercharger tức là mở rộng trường âm thanh rồi surround tức là vòng quanh tức là những cái chữ này nó đã thể hiện cho các bạn là dùng để làm gì rồi vậy thì khi chúng ta hiểu ví dụ như dynamic chẳng hạn đúng không dynamic nó là về mặt năng động của âm thanh tức là về mặt âm lượng về mặt biên độ của âm thanh thì chúng ta phải hiểu là biên độ âm thanh là gì chứ thì bây giờ chúng ta nói với nhau là sử dụng compressor thay đổi cái dynamic của âm thanh dynamic range âm thanh mà các bạn đang không hiểu dynamic range nó là cái gì nhỉ lại, lại quay lại câu chuyện ban đầu đó chính là cái thuật ngữ cơ bản về âm thanh các bạn đã rỗng hết tất cả những cái như thế rồi thì làm sao các bạn thể tưởng tượng được là à, sử dụng cái này các bạn sử dụng com này vặn thông số này thay đổi lượng dynamic của nó đúng không ạ thì nó như thế nào thì các bạn không hiểu được điều đó thì rất là khó thì có rất nhiều các công cụ về liên quan đến dynamic thì nó có tất cả công cụ ở đây và bạn hãy cố gắng tìm hiểu của nó tất nhiên là để học một cái phần mềm thì các bạn hãy xem là đầu tiên để các bạn mixing một bản âm thanh thì các bạn phải xem là âm thanh của bạn thế gì ví dụ như là Ờ, uh, tôi có âm thanh nó cảm giác cái sự năng động của nó cảm giác cái dynamic của nó đúng không ạ cảm giác cái mức âm lượng của nó tại biên độ mà biên độ đến nó là âm lượng âm lượng là to nhỏ thì thì mình phải tác động vào công dụng gì bây giờ bạn tác động về mặt âm lượng bạn lại sử dụng cái eq để tác động về mặt âm lượng ok cũng liên quan đấy cũng có một chút liên quan nhưng bạn lại sử dụng cái delay để tác động về mặt âm lượng là đó đó là điều sai đó là điều sai vì thế là mình cảm thấy à cái này âm lượng thì đầu tiên pha xác định cây phả hệ của nó là gì cây phả hệ đầu tiên là đàn ờ, âm lượng ờ, mình cảm thấy cái âm lượng này của mình cái tiếng bật hoặc là những cái tiếng này nó rõ ràng quá nó không được gọn ở ờ, bây giờ mình muốn gọn nó một chút mình sử dụng compressor này nhưng mà compressor có rất nhiều kiểu sử dụng compressor khác nhau rồi rất nhiều các cái ta phi lù cách sử dụng compressor khác nhau đúng không thì bây giờ mình phải xem là à nó như thế nào nó như thế nào như thế nào như thế nào ok thì đó là cách học của bạn nhất nó chỉ sử dụng plugin nào dùng để mixing nó chỉ có những cái plugin theo cái cây phả hệ như thế này thôi nó là delay tạo độ trễ cho âm thanh rồi distortion thêm sóng này thế, nào, thế, nào, thế nào. tất cả những cái này nó là cây phả hệ chính và cũng may là khi các bạn học một cái phần mềm học một cái nào mixing bạn hãy cố gắng là sử dụng lý do tại sao mình luôn khuyên các bạn đó chính là hãy luôn sử dụng các plugin có sẵn ở trong các phần mềm làm nhạc của các bạn bởi vì các phần mềm làm nhạc này người ta sẽ cho các bạn những cái thuật ngữ rất là cơ bản ví dụ dynamic nó là dynamic compressor nó là compressor dsr nó là dsr envelope là envelope expander nó là expander gate là gate limiter nó là limiter luôn chứ nó không là một cái chữ gì khác tuy nhiên nếu khi các bạn lên trên những trang chủ ví dụ như đang quay ghi như thế này đúng không ạ người ta cũng chia cho các bạn các cây phả hệ như thế luôn đây delay này rồi uh, mixing ram bạn dùng cái gì rồi effect bạn dùng cái gì tất cả mọi thứ bạn dùng cái gì nhưng khi các bạn nhìn vào đây các bạn nhìn thấy là à bây giờ mình muốn là cũng về dynamic ở uh, compressor đi đây compressor gate đây thì khi mình vào mục compressor này bạn để nhìn thấy là à may quá nó có ghi chữ compressor 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 compressor, compressor may quá nó ghi rồi nhưng một số cái nó không ghi là compressor nó ghi là relaxed book wow. hoặc là ssl channel hoặc là nó không liên quan đến cái compressor hoặc là liên quan nó không có cái chữ đấy nó không có chữ compressor một số cái nó không ghi chữ compressor đấy nó có thể là ghi là api 250 như thế này thôi nó không ghi chữ compressor vậy thì nó không ghi chữ như thế thì làm sao mình biết đấy là compressor được đúng không ạ? Thì chúng ta phải đọc đây. À đây là cái công cụ là xử lý dynamic đó dynamic compressor đấy tạo cái này tạo cái kia rồi thế này đó đã chắc thì mình mới biết được thì cách dễ dàng nhất trước khi chúng ta sử dụng những cái này thì chúng ta hãy học cơ bản trước rồi tại sao lại nó lại sinh ra rất nhiều các plugin này tại sao chúng ta lại sinh ra rất nhiều các plugin này bởi vì những plugin này hầu hết nó đã giả lập lại những cái cụ từ thế đấy như chúng ta biết là cùng là một cái chổi cùng là một cái máy massage cùng là một cái máy nào đó nhưng mỗi hãng khác nhau người ta sẽ sử dụng công nghệ khác nhau mỗi hãng khác nhau người ta sẽ sử dụng cái tính năng khác nhau người ta thêm vào người ta bớt đi và chính vì nó khác nhau như thế về cơ bản bản chất nó đều giống nhau hết nó đều phục vụ cái nguyên lý cơ bản này hết nhưng nó khác nhau bởi vì nó mang lại âm hưởng khác nhau, màu sắc khác nhau rồi. Do các máy massage người ta bảo là ơ giống như kiểu làm khi mình sử dụng cái bút chẳng hạn, bạn lại bảo là dùng bút Thiên Long tốt hơn, rồi có bạn dùng bảo là dùng bút uh, Hạ Long tốt hơn rồi các bạn rồi, dùng bút Thăng Long tốt hơn. Kiểu kiểu như vậy. Thì mỗi đấy là đấy là mỗi người một ý thích của các bạn thôi. Nó đều là một cái bút cả, nhưng mà hãng khác nhau. Thì rõ ràng là hãng khác nhau rồi, màu mực khác nhau rồi, mùi thơm của cái mực đó nó cũng khác nhau. Thì rõ ràng là tùy tầng ý thích của mỗi người thôi chứ nó không liên quan gì hết. Vì thế là để học mixing, để học phát phần mềm làm nhạc thì theo mình nghĩ, đầu tiên bạn hãy sử dụng tốt các cái plugin này đã để các bạn hiểu được cái nguyên lý âm thanh, sau đó thì bạn hãy mở rộng ra là à, tôi thích cái chất âm này, tôi thích cái thêm vài bài và tôi tôi cho nó thêm vào. Ví dụ như là ở cái compressor thông thường này nó chỉ là nguyên lý đơn giản nguyên lý về âm thanh thôi, bạn tác động nguyên lý âm thanh thôi, nó không thay đổi cả. Nhưng khi bạn bỏ vào cái cái LAA này, bạn sẽ vô tình thấy là à, cho vào L a cho LAA tiên tiếng, tiếng cảm giác tiếng nó có cái tiếng khó khè gì đó dù con bình thường nó không có. Tại vì bản chất của LAA nó là như thế. Nó giả lập lại thực tế và nó có cái tính chất khác của nó của cái hãng đó đó ví dụ như là cũng là mùi mực bi như là mùi thơm khác nhau thì cái la hai a cho mùi nó hơi thơm thơm thoang thoảng còn cái la sáu a bảy này thì nó lại ra cái mùi hơi hắc hắc một tí thì mình thích cái mùi đó ví dụ như thế cùng là một cái bút thì có phải là không phải ai cũng thích kiểu giống nhau đại loại như vậy thì các bạn khi các bạn muốn học phần mềm mà các bạn mong muốn là tìm hiểu căn bản thì theo mình nghĩ là các bạn nên sử dụng cái plugin có sẵn này trước khi các bạn sử dụng các plugin hãng ngoài khi bạn đã thông tạo được những điều này rồi thì bạn hãy sử dụng cái bên ngoài bởi vì nói thật cái bên ngoài nó chữ nó giống nhau thôi nó đều nó chữ giống nhau hết. Nó không có cái tức là cái, cái 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 nguyên lý nó đều giống nhau hết nhưng nó khác nhau ở cái chỗ đó chính là cái giao diện nó khác nhau rồi cái bố trí khác nhau. Thì bây giờ các bạn lại bắt đầu học câu chuyện là muốn tìm hiểu về plugin này, muốn tìm hiểu phần mềm này thì các bạn lại tiếp tục đọc cái hướng dẫn sử dụng của nó. Chẳng có gì tốt hơn đó chính là chúng ta đọc cái hướng dẫn sử dụng này cả. Và trong cái hướng dẫn sử dụng này nó có tất cả các vấn đề liên quan đến cái công cụ mà bạn sử dụng, nó có ý nghĩa là gì, tác động như thế nào và điều đó nó thay đổi cái gì cái gì cái gì trong này nó có hết. Chịu khó đọc sẽ dẫn tới thành công, không đọc thì các bạn sẽ không biết cái gì cả đâu đấy đấy là câu chuyện một lần lại một lời khuyên đó đó như thế nào dùng mixing gì dùng mix uh, plugin gì để mixing thì thì đây chính là cái mức là plugin mà các bạn cần quan tâm và có nên sử dụng plugin ngoài hay không thì tùy vào cái sở thích cá nhân của các bạn mà thôi đó bạn giống như kiểu là mùi bút mùi cái bút bi thì bạn thích mùi này, mùi này mùi này kia thì bạn sử dụng nó thôi quan trọng bạn hiểu nó như thế nào mà để hiểu nó thì bạn lại phải quay lại sử dụng các công cụ cơ bản này và hầu hết trong các thời gian ban đầu của mình mất khoảng tầm một hai năm mình không sử dụng các plugin bên ngoài mình hầu hết mình sử dụng các plugin bên trong này của Cubase mà mình cảm thấy là dùng nó rất là tốt dùng nó rất là ổn dùng nó rất là ok không có vấn đề gì cả mà nó tốt Thậm chí là khi các bạn lên trang chủ của QB Các bạn để ý rằng là tất cả các bài Nếu các bạn đang xem các cái plugin của QB ở đây Ví dụ ở đây Bạn xem tất cả bài hướng dẫn của QB như thế này Thì hầu hết tất cả những cái bài hướng dẫn này Họ đều sử dụng các cái stop plugin Tức là những cái plugin có sẵn Mà bạn nghe thấy âm thanh hay bạn nghe Ok đúng không ạ? Tuyệt vời đúng không ạ? Thì việc gì chúng ta phải sử ngoài Chẳng qua là cách hiểu của các bạn đang bị sai lầm Cách suy nghĩ các bạn sai lầm Và các, các bạn đang bị những cái lời như kiểu như là dùng cái này nó tốt hơn cái kia thì bạn đang bị áp chế bởi người khác chứ không phải là áp chế bởi cái bản thân của các bạn đang cảm nhận là gì điều quan trọng nhất khi bạn đang làm sản phẩm cho các bạn đó chính là bạn hiểu là bạn đang làm cái gì bạn thích điều đó chứ bạn bằng nghe người khác khuyên rồi bạn nghe người khác nghe người khác khuyên ok thì bạn nghe thôi cảm thấy đúng thì bạn cảm thấy ok nó phù hợp với bạn nhưng bạn cảm thấy không đúng thì bạn cũng không nên làm người ta bảo bạn ăn cứt thì bạn cũng không nên ăn cứt bạn ăn cứt bạn bảo là ấy cái mùi cứt này tôi không thích tôi thích mùi sô cô la cơ thế nên là bạn chọn sô cô la bạn ăn chứ bạn không nên là nghe người khác bảo ăn cứt thì bạn ăn cứt có thể là việc ăn cứt là phù hợp với họ nhưng mà nó lại không phù hợp với bạn bạn không thể ăn cứt được bạn không phải là chó bạn không ăn cứt được thì thì luôn 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 nghe có vẻ là hơi tiêu cực nghe nó hơi bị khắt nghe nó hơi bị khốn nạn một tí nhưng thà có cái nhận định đúng để các bạn tự chọn lựa cho con đường các bạn còn hơn là các bạn cứ mãi các bạn chạy theo một người khác các bạn chạy theo một hình bóng của một người khác rất là nguy hiểm cũng giống như là khi mình làm nhạc mình có nhận được những cái lời nhận xét của các bạn ví dụ như là bạn ơi bạn làm nhạc này đấy là quan điểm của bạn thôi bạn làm nhạc như này bạn không lên làm nhạc như này bạn làm nhạc như kia này hoặc là khi mình làm kênh youtube này nhiều người bảo là sao anh không làm mấy cái video hướng dẫn mà ấy thôi ngắn thôi rồi sao, tại sao anh không làm cái video hướng dẫn mà mà bụp phát làm luôn giống như người ta này được hẳn mấy chục triệu view rồi mấy nghìn view các kiểu này tại sao anh không làm giống như người ta đi tại vì tại vì nếu mà làm như người ta nếu mà làm như người ta thì bạn hãy sang kênh khác bạn xem bạn sang kênh khác để xem người ta làm cho bạn nhiều lắm rồi đó nhưng mà tại sao bạn không làm được bạn vẫn phải vào kênh của tôi bạn vẫn phải vào kênh của mình mà xem bởi vì mình có những cái nội dung khác và chính cái nội dung đó nó mới giúp cho bạn tốt lên được đó ở bên ngoài các bạn hãy nhìn thấy có những cái video lên hàng chục nghìn view triệu view mặc dù các bạn xem xong các bạn lập tức các bạn tắt đi và bạn cũng đích hiểu các bạn là đang làm cái gì luôn đó vì thế là mình không muốn là làm những cái nội dung như thế và nhiều bạn bảo là ơ người ta cũng chỉ cần là chỉ vào đây và người ta làm ngay nói thật chỉ vào đây làm như này ấy, thì các bạn không những điều đó là rất giới hạn cho các bạn khi các bạn không thích sử dụng phần mềm qbay nữa bạn muốn nâng cấp nó sang phần mềm khác và để bạn thử cái tính năng của nó thì bạn bị chớ bạn bị chớ và bạn lại không hiểu nguyên lý bạn không biết sử dụng như thế nào bạn bị chớ và bạn không thể nào so sánh được và bạn lại bị phụ thuộc một lần nữa cũng giống như là việc mình làm nhạc mình nhận được rất nhiều lời khuyên của các bạn là lên làm nhạc này lên làm nhạc theo Chen rồi lên làm này lên đây đây nhưng đó là đâu không phải mình thích mà mình không thích thì mình cũng làm không tốt rồi mình không thích thì cái quan điểm âm nhạc của bạn có thể là bạn thích âm nhạc du dương rồi bạn thích âm nhạc này nhưng mà nói thật là đấy quan điểm của bạn bạn như thế nhưng mà mình cảm thấy bạn cũng không ổn mình cảm thấy bạn cũng không ổn có thể là nó sẽ sẽ cả bạn bạn cảm thấy hay nhưng bạn tôi cảm thấy không hay mỗi người cũng giống như là mỗi người thích một cô gái khác nhau chẳng hạn có người thì người ta thích cô gái hiền lành có những người lại thích những cô gái kiểu như là mạnh mẽ bạo dâm này nọ có những người thích cái, những cái cô gái mà người ta biết tần tảo nết na chăm sóc mọi người hoặc là những người thích cô gái mà năng động sáng tạo rồi thế này nó ra tùy từng cái ý thích của mọi người thôi chứ không thể là dùng cái ý kiến cá nhân mà áp đặt vào được nói về nghệ thuật thì chúng ta mỗi người một quan điểm không thể áp đặt được nhưng chắc chắn nó có một cái quan điểm chung đó chính là quan điểm khi mình đánh giá một sản phẩm khi mình đánh giá một âm thanh khi mình đánh giá một cái vấn đề thành cả phần mềm làm nhạc của mình thôi mình sẽ đánh giá là xem là là tổng thể nó thế nào hầu như mình sẽ xem tổng thể nó như thế nào chứ mình không bao giờ đánh giá chi tiết khi mình nghe một bản nhạc mình nghe tổng thể là a ư ừ nhờ ok đạt đủ nội dung ok tổng thể tốt là ok chứ mình không bao giờ mình đánh giá là ui cái cái đường cái 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 cái, cái này mẹ nó đeo thử, nó nó cái tiếng 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 này nó không 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 đúng không, không đúng cái tiếng mình thích đó không đúng nguyên tiếng mình thích nhưng mà đấy là bạn không thích thôi chứ người ta người ta nhiều người người ta thích mà nhiều người người ta thích có thể là bạn không thích đấy là lý đấy là cái cá nhân của bạn thôi chứ nó không phải đánh giá được là có người khác có thích cái thế điều điều đó không thì uh, câu chuyện đó chính là sử dụng plugin nào thì hầu hết phụ thuộc vào cái sở thích của các bạn và để sử dụng được nó thì như vừa nãy là chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu những cái nguyên lý cơ bản này trước sau đó thì chúng ta hãy cố gắng là tìm hiểu cái này thì đây là những cách chia sẻ của mình thì, thì đó là cái chia sẻ của cái nhận định cá nhân của mình về tất cả các vấn đề liên quan đến uh, học như thế nào làm như thế nào rồi uh, quan điểm như thế nào tất nhiên là mỗi quan điểm của mỗi người nó sẽ khác nhau chẳng có người nào giống người nào cả hoặc là có thể là mọi người sẽ viện cớ rằng là a à, tôi bận quá thì tôi vì tôi, tôi phải làm nó kiểu abc từng bước như thế nữa nhưng rõ ràng một điều là có rất nhiều người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc có rất nhiều cái người đã chứng minh rằng là có rất nhiều người đang hoạt động lĩnh vực âm nhạc chứ không phải là chỉ là chơi thôi rất nhiều người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc hàng chục năm 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 mười năm hai mươi năm họ vẫn phải cố gắng tức là khi họ đang họ cũng giống như các bạn thôi họ cũng muốn thành công thật nhanh rồi làm tất cả mọi thứ thật nhanh vì thế họ chỉ quan tâm những cái đầu ngọn thôi và họ hoàn toàn mất hết tất cả những cái cái cơ bản ban đầu vì thế là họ tự nhiên tự nhiên cái 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 ngưỡng của họ đã bị kịch sàn rồi và họ không thể thoát được cái ngưỡng đấy ra nữa thì rõ ràng khi họ không thoát được cái ngưỡng đấy ra nữa thì họ bị giới hạn bởi chính cái nền tảng của họ và khi họ nhận ra là bị giới hạn về nền tảng họ lại bắt đầu mất công họ lại quay lại để đó và khi họ quay lại những cái nền tảng đó và họ lại lại xây dựng lại tất cả lại từ đầu đầu thì rõ ràng là khi bạn mất 5 năm để bạn đạt được một cái giá trị gì đó mà, mà sau đó bạn, bạn phát hiện ra là bạn không thể tiến bộ được nữa Và bạn lại phải, phải phải dừng cái tiến bộ đấy lại bạn phải dừng tất cả những cái thứ mà bạn đang phát triển đó lại và bạn lại quay lại ban đầu thì rõ ràng là bạn phải mất cũng vài năm nữa để bạn tiếp tục bạn đi thì thôi thà mình cần cù chịu khó khoảng tầm một hai tuần đọc menu đọc hướng dẫn làm với cả mình nghĩ là với cái cách mà 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 tìm hiểu từ từ như thế thì bạn chỉ mất khoảng tầm một tuần là bạn thông thạo tất cả những cái vấn đề liên quan đến QB rồi không quá đến hai tuần cả không liên không quá đến hai tuần nhưng nếu các bạn đang xem những cái, cái YouTube ở trên mạng như thế này thì rõ ràng là bạn có thể là mất một tuần hai tuần ba tuần bốn tuần hoặc mười tuần hoặc là cả cuộc đời của bạn bạn sẽ không bao giờ bạn tìm ra được đâu tại vì ở trong này nó không có cặn kẽ, nó không có chi tiết, nó chỉ là đơn giản là người ta chỉ đưa ra các bạn một cái vấn đề và bạn cảm thấy là nó tìm hợp đúng cái vấn đề của bạn thôi. Nhiều người cũng suy nghĩ, chính vì mọi người suy nghĩ như thế là mọi người sẽ không tìm hiểu được sâu xa và uh, đó là cái cách chia sẻ của mình để nó mang tính cách cá nhân của mình và và đó là cái chia sẻ của mình và tất nhiên là mọi nội dung ở đây thì nó mang tính chất cá nhân và cái quan điểm cá nhân thôi. Mỗi người có một quan điểm nha, mình không thể giống các bạn được. Nếu mà mình giống các bạn thì mình bị đồng hóa còn mình không giống các bạn mỗi người có quan điểm cá nhân nếu các bạn cảm thấy quan điểm này tốt quan điểm này hay thì chúng ta tiếp thu chúng ta chấp nhận còn nếu các bạn cảm thấy cái tư tưởng này không tốt không hay thì các bạn có thể là không, không tiếp thu và bạn hãy phù hợp với cái bản thân của bạn ví dụ như là các bạn không thể áp dụng cái nền công nghiệp phát triển của liên xô vào việt nam được bởi vì việt nam có nước phát triển kém hơn rồi công nghệ kém hơn rồi tất cả học thức của người việt nam kém hơn thì chúng ta không thể là ứng dụng cái cách phát triển của liên xô và việt nam để chúng ta tiến vào thời kỳ mới được mà chúng ta phải học tập những cái nào tinh hoa như bác hồ nói là chúng ta học tập những cái nào tinh hoa những cái nào uh, tốt đẹp của người ta và các bạn sử dụng nó và biến đổi nó làm sao cho phù hợp với cách làm của mình mà thôi thì đây là cái vlog đây là cái trải nghiệm cá nhân của mình thôi hy vọng các bạn sẽ có những cái cách làm đúng suy nghĩ đúng và cách tìm hiểu đúng để chúng ta có thể là làm mọi thứ tốt hơn và giúp cho các bạn tốt hơn đó thì xin chào các bạn hẹn các bạn ở clip lần sau nhớ like và subscribe kênh channel của mình để xem nhiều clip hay này xin cảm ơn các bạn